8 vị Phật bản mệnh trong 12 con giáp là gì? Những điều bạn cần biết khi đeo Phật bản mệnh. Trong nền văn hóa và tâm linh của Á Đông, Phật bản mệnh không chỉ là một khái niệm, đó là sự hướng dẫn tâm linh, là bầu bạn trên con đường mỗi người đi tìm sự bình an và hạnh phúc trong cuộc đời. Nhắc đến Phật bản mệnh, nhiều người nghĩ ngay đến mối liên hệ giữa các vị Phật với 12 con giáp. Nhưng mà thực chất đằng sau những câu chuyện ấy là bao nhiêu điều thú vị và ý nghĩa sâu sắc. Trong video ngày hôm nay, Radio Suy Ngẫm sẽ cùng bạn khám phá ý nghĩa thực sự của Phật bản mệnh, cách xác định vị Phật hộ mệnh của mình qua 12 con giáp và sự kết nối giữa các vị Bồ Tát với bản mệnh con người. Phật bản mệnh là gì? Trong tác phẩm Pháp Uyển Châu Lâm của giáo phái Phật giáo, đây là một bộ sách có đầy đủ tính chất của một bộ bách khoa toàn thư Phật giáo, trong đó bao gồm các sách về sử ký, bút ký, chư tử, trưởng cổ, tiểu thuyết v.v. Theo lời tựa trong Pháp Uyển Châu Lâm, Pháp Uyển tức là sự hội tụ Phật Pháp, Châu là báu vật, dụ cho giáo Pháp Phật Đà quý giá và dung thông vô ngại. Lâm nghĩa là nhóm hợp. Như vậy, Pháp Uyển Châu Lâm là một bộ sách trọng yếu, gom tập tất cả những giáo nghĩa tinh hoa của Phật Pháp. Trong bộ sách nói, ở nơi xa xôi bên ngoài cõi Diêm Phù Đề và giữa bốn biển mênh mông, có 12 sinh vật đã được sự dạy dỗ của Bồ Tát. Khi thế giới con người mới ra đời, Bồ Tát đã giao trọng trách cho những sinh vật này giữ gìn và bảo vệ. Vì công lao đó, chúng trở thành cơ sở để đặt tên cho 12 con giáp. Cụ thể thì mỗi một con giáp sẽ bảo hộ bởi một vị Phật riêng biệt, người mang lại may mắn, sức khỏe và thành công cho con giáp đó. Được biết đến với tên gọi là Phật bản mệnh, có 8 vị Phật chính được xem là những vị hộ mệnh, dựa trên 12 duyên số, thiên can, địa chi, cùng với cả 5 yếu tố thiên nhiên gồm đất, nước, gió, lửa và không khí. Giáo phái Phật giáo Mật Tông đã giảng dạy về lý thuyết của 8 vị Phật này, đại diện cho 12 con giáp. Trong Mật Tông, chúng thường được gọi là 8 vị thần hộ mệnh hoặc 8 Phật bảo vệ xấu mạt. Nguồn gốc của 8 vị Phật bản mệnh. Trong bộ kinh Pháp Uyển Châu Lâm được ghi lại rằng, ở ngoại cảnh của Diêm Phù Đề và trong lòng tứ đại dương tồn tại 12 loài động vật được Bồ Tát hướng dẫn và giáo dục. Khi nhân gian mới hình thành, Bồ Tát đã giao phó cho chúng nhiệm vụ bảo vệ và hỗ trợ. Vì thế hệ thống 12 con giáp cũng xuất phát từ đây. 8 vị Phật bản mệnh được ủy thác trách nhiệm giáo hóa và che chở 12 con giáp. Tùy theo năm sinh, mỗi chúng ta đều thuộc về một con giáp và do đó, chúng ta cũng được bảo hộ bởi một vị Phật bản mệnh riêng biệt. Các vị Phật này giúp chúng ta gặp nhiều điều tốt lành, mang lại bình yên cho cuộc đời và giữ chúng ta xa lánh khỏi những họa khốn, tác động tiêu cực và những sức mạnh đen tối. Một, Thiên Thủ Thiên Nhãn cho tuổi Tý. Truyền thống cổ xưa cho biết, Phật Bà Quan Âm với hình mạo nghìn mắt, nghìn tay, hay còn gọi là Thiên Thủ Thiên Nhãn, là một trong 4 Bồ Tát vĩ đại. Các bản ghi cổ thường nói về việc Quan Thế Âm Bồ Tát và Đại Thế Chí Bồ Tát cùng nhau hình thành bộ 3 Tây Phương Tam Thánh. Đặc biệt, hình mẫu Thiên Thủ Thiên Nhãn được xem là biểu hiện phổ biến và quen thuộc nhất của Quan Thế Âm Bồ Tát. Khi nhìn vào vị Phật bản mệnh của 12 con giáp thì ta dễ dàng nhận biết được sự độc đáo từ hình ảnh của Quan Âm. Nghìn tay của Ngài đại diện cho khả năng giúp đỡ muôn loài, còn nghìn mắt phản ánh sự nhận diện và thấu hiểu mọi khổ đau của thế gian. Đối với những ai sinh vào năm Tý, chỉ cần mang theo ngọc bội hình Thiên Thủ Quan Thế Âm sẽ thấy cuộc sống của mình tràn đầy may mắn. Không chỉ là một món đồ trang sức mà nó còn là một bộ hộ mệnh giúp người mang bình an vượt qua khó khăn, đặc biệt là khi họ luôn giữ một tâm hồn thiện lành. 2. Hư Không Tạng Bồ Tát, vị Phật bản mệnh cho tuổi Sửu và Dần. Hư Không Tạng Bồ Tát, hay còn gọi là Khổ Tàng Kim Cương, là một bức tranh đầy ý nghĩa trong tâm thức của tín đồ Phật giáo. Được coi như vị phụ thần hàng đầu trong 3 thế giới của Phật giáo, Ngài nổi tiếng với lòng nhân ái bao la và trí tuệ sâu thâm. Hơn nữa, Hư Không Tạng Bồ Tát được biết đến với tình trạng kiên định, khả năng chịu đựng và các phẩm hạnh cao quý khác.
là Phật bản mệnh của những người sinh vào các năm Con Sửu và Dần. Ngài mang lại may mắn và bình an cho họ. Một số nguồn tin cho biết những người thuộc con giáp này khi đeo ngọc bội hình hư không tặng Bồ Tát sẽ thấy cuộc sống của mình dồi dào và thịnh vượng. Bảo bối này không chỉ giúp họ có được may mắn về tài chính mà còn đem đến sự giúp đỡ từ những người quý, đồng thời giúp họ có một cuộc sống an lành và trọn vẹn. 3. Phổ Hiền Bồ Tát, Phật bản mệnh cho tuổi Thìn và Tỵ. Phổ Hiền Bồ Tát nổi bật trong tâm thức tín đồ Phật giáo như một vị trí thức đứng bên cạnh Đức Phật Thích Ca Mâu Ni và Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát. Một cái tên khác mà Ngài được biết đến là Hoa Nghiêm Tam Thánh. Theo truyền thống dân gian thì hình mạo của Phổ Hiền Bồ Tát thể hiện sự oai vệ mãnh liệt. Một hình ảnh quen thuộc về Ngài là ngồi trên một con voi trắng với 6 ngà, minh chứng cho sức mạnh và trí tuệ, vượt qua mọi khó khăn và trở ngại. Ngoài ra thì lòng nhân ái, công đức và sự quả tâm của Phổ Hiền Bồ Tát là điều mà mọi người đều ngưỡng mộ. Những ai sinh vào các năm Thìn và Tỵ chỉ cần mang bên mình ngọc bội hình Phổ Hiền Bồ Tát và giữ tâm hướng thiện sẽ dễ dàng đạt được mục tiêu của mình. Vị Phật bản mệnh này sẽ đem đến may mắn cho công việc và tài chính. Thêm vào đó, việc sở hữu ngọc bội này giúp những người tuổi Thìn và Tỵ tránh được sự ganh ghét và âm mưu của kẻ xấu, đem lại cuộc sống bình yên và an lành. 4. Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, vị Phật bản mệnh cho tuổi Mão. Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát là một biểu tượng đặc sắc trong tín ngưỡng của Phật giáo. Theo truyền thống dân gian thì Ngài mang vẻ đẹp màu tím chói lọi giữa ánh vàng kim, dưới hình dáng của một thanh niên cưỡi trên sư tử, tay phải cầm kiếm kim cương sáng láng và tay trái thì giữ một bông sen xanh mướt. Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát được coi là biểu tượng của trí tuệ tinh tế, khả năng chiếu sáng và vượt qua bóng tối, nên Ngài còn được kính nể với danh hiệu Đại Trí. Dành cho những ai sinh vào tuổi Mão thì việc mang bên mình hình ảnh của Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát sẽ mang lại nhiều lợi ích, từ việc học tập suôn sẻ, sự nghiệp phồn thịnh đến ngôi nhà đầy đủ hạnh phúc. Thêm vào đó, người thuộc tuổi Mão sẽ được bảo vệ, giúp phát huy tài năng, khám phá khả năng sáng tạo và tiếp tục phát triển sự nghiệp với tinh thần quả cảm và kiên trì. 5. Đại Thế Chí Bồ Tát, Phật bản mệnh cho tuổi Ngọ. Theo các tài liệu cổ, Đại Thế Chí Bồ Tát và Quan Thế Âm Bồ Tát được coi là hai thị giả đồng hành cùng Đức Phật A Di Đà, tạo nên bộ ba vĩ đại Tây Phương Tam Thánh. Đại Thế Chí Bồ Tát sở hữu ánh sáng trí tuệ chiếu sáng khắp thế gian, xua tan bóng đêm và khổ đau cho nhân loại. Sức mạnh và năng lực vô song của Ngài luôn hướng đến những điều tích cực và lành mạnh trong cuộc sống. Nhiều người đã trải nghiệm và kể lại rằng, khi người thuộc tuổi Ngọ mang bên mình hình tượng của vị Phật bản mệnh này, họ được Đại Thế Chí Bồ Tát bảo hộ, được chiếu rọi bởi ánh sáng trí tuệ. Sự tượng trưng này không chỉ hỗ trợ cho hành trình học hỏi và sự nghiệp thuận buồm xuôi gió của họ, mà còn xua tan khó khăn, mang đến nhiều may mắn và cuộc sống ấm no, viên mãn cho người tuổi Ngọ. 6. Bất Động Minh Vương, Phật bản mệnh cho tuổi Dậu. Phật Bất Động Minh Vương là biểu tượng cho sự bất động, kiên định. Dân gian thường gọi Ngài là Bất Động Tôn hoặc Vô Động Tôn. Khái niệm bất động ở đây không chỉ đơn thuần là việc không chuyển động, mà nó còn thể hiện một tâm hồn từ bi, kiên định mà không bị lay chuyển. Từ Minh trong tên của Ngài biểu đạt sự soi sáng và trí tuệ. Khi người thuộc tuổi Dậu đeo hình ảnh tượng trưng của Phật Bất Động Minh Vương, họ sẽ luôn nhận được sự giúp đỡ từ quý nhân, có tinh thần minh mẫn trong mỗi quyết định và biết rõ lựa chọn đúng và sai, nhận diện cơ hội. Bên cạnh đó, việc mang hình tượng hộ mệnh này sẽ giúp họ vượt qua khó khăn, phát triển sự nghiệp và duy trì hạnh phúc gia đình. 7. Như Lai Đại Nhật, Phật bản mệnh cho tuổi Mùi và Thân. Như Lai Đại Nhật là một trong 8 vị Phật bản mệnh được nhiều người biết đến và tôn thờ. Ngài không chỉ là pháp thân của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, mà còn là hình ảnh của ánh sáng trí tuệ chiếu rọi mọi nơi, chống lại bóng tối và mang lại niềm vui hạnh phúc cho mọi sinh linh. Những ai sinh vào các năm tuổi Mùi và tuổi Thân chỉ cần mang theo hình ảnh tượng trưng của Như Lai Đại Nhật sẽ luôn cảm thấy bình an trong cuộc sống. Ngài sẽ giúp định hướng chỉ dẫn, đồng thời giữ tâm hồn của họ luôn tỉnh táo và tránh xa những điều xấu. Đặc biệt, người thuộc tuổi này
sẽ trở nên nhạy bén hơn với vẻ đẹp thiên nhiên, hòa mình với nguồn năng lượng vô tận từ đất trời, giúp họ tiến xa hơn trên con đường cuộc đời, tạo nên một tồn tại bình an và đầy ý nghĩa. 8. Đức Phật A-di-đà, Phật bản mệnh cho tuổi Tuất và Hợi. Đức Phật A-di-đà vị Phật bản mệnh cho những ai sinh vào các năm tuổi Tuất và Hợi. Ngài không chỉ là một biểu tượng nổi tiếng trong phái Đại Thừa, mà còn đại diện cho lòng nhân ái sâu sắc với sự minh mẫn trong trí tuệ. Bên cạnh đó, Ngài cũng là người dẫn dắt chúng sinh đến vùng đất thiêng liêng của Tây Phương Cực Lạc. Đối với những ai sinh vào tuổi Tuất và Hợi, việc giữ một hình tượng mang hình bóng của Đức Phật A-di-đà sẽ là một phù trợ vô giá. Ngài không chỉ trao cho họ sự sáng suốt trong tư duy, giúp họ giải quyết mọi khó khăn một cách linh hoạt, mà còn giúp họ giải tỏa mọi lo âu, mệt mỏi trong đời, dẫn lối đến một cuộc sống yên bình và trọn vẹn. Quý vị thân mến, và qua những nội dung vừa rồi cùng tìm hiểu với Radio Suy Ngẫm, chúng ta có thể thấy rằng Phật bản mệnh không chỉ là một phần văn hóa dân gian, mà còn là nền tảng tâm linh để hướng dẫn mỗi con người tìm kiếm ý nghĩa của cuộc đời và sự bình an cho tâm hồn. Việc biết đến các vị Phật bản mệnh hay Bồ Tát hộ mệnh của mình không chỉ giúp ta hiểu biết thêm về truyền thống và văn hóa, mà còn giúp ta tìm ra lối đi riêng trong hành trình tâm linh. Và hy vọng rằng qua những nội dung trên, quý vị đã tìm thấy niềm tin, sự hứng thú và hướng dẫn tâm linh cho con đường phía trước của mình. Còn bây giờ thì xin được kính chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video sau.